Xếp hạng rapper tại Rap Việt 2024. Cái này là làm cho vui thôi nhá. Mình sẽ chỉ đánh giá dựa trên bài vòng 1 của thí sinh đấy, chứ mình không đánh giá qua những cái gì mà thí sinh đấy làm ở ngoài. Ok. Đầu tiên là Young Puppy. Bạn nữ này mình cũng khá là thích. Cũng khá là tiềm năng ấy. Rồi, 20 nhá, cho tròn số tuổi. Ngắn. Ngắn thì mình đánh giá khá là cao. Tuy nhiên là bài thi vòng 1 thì mình không thích lắm. Đây đi. Ồ, Sabiro có thể nói là một thí sinh nữ mà mình đánh giá khá cao nếu như mà so sánh với các thí sinh nữ khác. Bộ kỹ năng khá toàn diện, rap, hát, nhảy. Thế thì phải tầm này. Đan mi à? Đan mi. Visual đẹp, hát hay, nhảy tốt. Nhưng mà rap thì mình cũng chỉ đánh giá mức độ nào đấy thôi. Đấy nhá. Vlavy à? Bạn nữ này rap cũng ok. Tuy là mình không thích cái việc là bạn ấy hơi chảy chảy quá, hơi bị kiểu thị màu. Biết là diễn bài thị màu vậy thế thôi, nhưng mà thứ là mình cũng không thích rap bạn này lắm. Góc nhìn cá nhân thôi nhé. Gil. Một thí sinh khá là mạnh. Ứng cử viên nặng ký cho quán quân, á quân các thứ. Được kỳ vọng rất nhiều. Mình sẽ để bạn ở đây. Vi Thăng. Cô bé này thì ở cái mùa này thì mình thấy đã level up rất nhiều, trình độ cũng lên nhiều. Ok. Thôi thì đây. Lower. Năm ngoái có tọi, năm nay có lower. Nếu mà xét về kỹ thuật rap thì đây là một trong những thí sinh mà mình thấy khá là mạnh ở cái vòng đầu. Tuy là chương trình không highlight lắm, không push lắm, thì có thể là cái thể loại storytelling hay kén nghe, nhưng mà mình nghĩ là các rap fan thì sẽ thích cái bạn này vì viết lời cũng khá là hay và sâu sắc. Thế thì mình sẽ đặt bạn ở đây. Mason Nguyễn. Khó nhỉ. Mason Nguyễn, kỹ thuật cũng ok. Rap hay, perform các thứ ổn. Đây đi. Willistic. Mình nghĩ là anh bạn này là một viên ngọc ẩn. Một tuy chưa thể hiện nhiều lắm, nhưng vòng sau biết đâu sẽ hay hơn. Mình nghĩ là bạn anh vẫn có thể hay hơn được nữa. Tuy nhiên là nếu mà đánh giá qua cái bài vòng 1 thì thôi, mình sẽ để bạn ở đây. Seida. Tuy là rap hơi ít nhưng mà hát khá là hay mà. Ok. Khó ghê. Nên để bạn này nha, bây giờ. Đây nhá. Seventy nine. Seventy nine. Một con người có câu chuyện. Rap cũng hay. Xuất thân cũng đặc biệt. Nói chung là cái bạn này thì có thể nói là từ đầu mùa đến giờ thì đây là cái bài mà mình thấy cái hook nó dính nhất, catchy nhất. Dacia. Bài vòng 1 mang hơi hướng giống DSK. Clip cũng hay. Đây đi. Quân Ly. Bạn này thì hôm vừa rồi thấy vòng 2 khá là bùng nổ ấy, nhưng mà nói thật vòng 1 mình không thích lắm. Đây. Đáp lô.
Bài một khá hay, concept độc đáo. Billy 100. Billy 100, Billy 100. Bạn này thì cái bài vòng 1 của bạn ấy cũng được, cái đoạn chuyển beat cũng hay. Nhưng mà mình cũng không động lại nhiều lắm. Lưu Van à? Lưu Van, Lưu Van, Lưu Van. Lưu Van thì là một cái thí sinh mà mình đánh giá cũng ok, có thể đi đường dài được. Nhưng mà cái bài vòng 1 mình cảm thấy nghe chưa sướng lắm. Tiêu Minh Phụng. Đây là một ý kiến gây rất nhiều trái chiều. Đây là một thí sinh mà kiểu mình nghĩ là chắc chắn là nếu như mà mình nói ra cái đánh giá thật của mình thì sẽ có nhiều người không hài lòng. Vì thực ra bạn này bạn chơi rap kết hợp với cải lương, nhưng mà mình thì mình nhìn nhận là bạn này có một cái tư duy tổng thể bài khá là tốt. Khó ghê, khó ghê, khó ghê. Đây. Và mình tin bạn sẽ phải vào ít nhất là bán kết. Cool Kid lại là DC House. Qua phải nói lại thì thực ra là năm ngoái thì mình cũng không thích Rider lắm vì việc Rider hát quá nhiều. Nhưng mà riêng cái bạn Cool Kid này phần nào đấy mình lại đánh giá cao hơn ở cái điểm là ít ra bạn ấy rap, bạn rap nhiều hơn là hát. Hát cũng hay. Đây. Ồ, đang răng to. Nói như nào nhỉ? Tuy là mình thấy bạn này so với các bạn mà được 4 nón vàng các mùa trước ấy thì không thuyết phục bằng Rai hay là Ricky Star. Ồ, nhưng mà ông em này cũng khá là ok mà. Nên để đâu vừa nhé. Đúng rồi, chỉ còn cái vị trí này thôi. Dù sao cũng hay rồi. Trong số các thí sinh năm nay thì đang to cũng khá là ổn định rồi. Lép hèn. Khó nha. Lép hèn. Nói thật ra là mình đánh giá rất cao năng lực của Lép hèn, nhưng mà bài vòng 1 thì mình thấy xoay hèn nếu mà có xem một video này. Quyên bi cũng là nổi bật trong các thí sinh nữ. Đây đi. Robber. Robber. Manbo. Phải nói thật lòng là mình chưa đánh giá cao bạn Manbo này lắm. Cái bài vòng 1 của bạn ấy chưa đủ ấn tượng đối với mình. YP. Nhất Hoàng. Đây đi. Android à? IC Famous. Tài năng trẻ. V2 à? Thôi, mình xin lỗi cái bạn này nhé. Dù sao chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Câu gì? Bài vòng 1 của câu gì cũng hay. Đây đi. David nộp. Thực ra thì mình biết là bạn này cũng thuộc diện khá là hay so với những thí sinh khác, nhưng mà trong lòng mình thì Ramsey à? Ô thôi chết tôi rồi, khó rồi. Có đổi được người không? Bạn này không xứng đáng vào vị trí này, nhưng mà có mỗi số này thôi. À, không đổi được người à? Thôi nhá. Cái này là cho vui thôi nhá, đừng có ai bảo mình là không biết gì về âm nhạc mà cũng nói nhá. Đây, ok. Dừng tại đây.